Con đã học nhân quả, bệnh tật, tai nạn, khổ ách đều do chính nhân ác mà ra. Họ đã làm ác, họ phải gặt quả khổ. Đó là luật công bằng nhất của nhân quả, mà không có một đấng vạn năng nào có thể cứu họ được, giúp họ được, huống là chúng ta. Làm phúc làm thiện, cứu giúp người bệnh, khổ, tai nạn, thì chính bản thân mình cũng được tiêu tai giải hạn. Đó là cái câu ở trong kinh thường hay dạy chúng ta làm những cái điều mà làm phước làm này kia. Đó là cái câu có đúng như cái điều kiện mà chúng ta đã hiểu biết đúng Phật pháp hay không. Làm phúc làm thiện không phải là gieo nhân lành sao? Nghĩa là làm phúc làm thiện giúp người ta bệnh tật khổ thì đó là làm thiện rồi. Mà đã gieo nhân lành thì chuyển được quả khổ nơi bản thân mình. Nghĩa là mình làm được những cái điều lành đó thì nó chuyển được cái quả khổ. Nhưng mà cái người mà làm những cái điều lành đó mà nói rằng sẽ được những cái chính bản thân mình cũng được tiêu tai giải nạn thì không phải, nó chuyển cái quả khổ chứ nó không được. Mà mình cầu mong thì chắc chắn là không được. Vì có mục đích làm thiện, mình vượt thoát những cái tai nạn, bệnh tật thì cái đó là không bao giờ có được. Làm phúc làm thiện với người mà lại làm ác với tất cả loài vật, giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì có phúc thiện đâu, thì có phúc thiện không? Làm phúc làm thiện cứu giúp người bệnh khổ tai nạn là để cầu danh, làm từ thiện, cầu lợi gạt người khác thì phỏng có thiện không? Do có duyên trong nhân quả ta mới gặp người bệnh khổ, bệnh tật khổ nạn, nghèo cùng để giúp đỡ nhau, để trả duyên nhân quả đời trước, để gieo nhân thiện đời sau, chứ không phải làm phúc để được phúc như trong kinh Đại Thừa dạy. Nghĩa là mình ở đây với cái đôi mắt của mình làm một cái việc thiện, mà làm việc thiện với nó ý nghĩa gì, chứ không phải làm phúc làm thiện để được chính bản thân mình được tiêu tai giải nạn, thì cái chuyện mà đi làm như vậy thì nó không đúng cái tư cách của nhân quả. Cũng như bây giờ có một người đó họ gánh một cái gánh đá rất nặng, thì mình nói thôi để mình làm phước, mình đi tìm những cái người mà gánh nặng này là mình gánh cho họ, thì mình đi đến cái chỗ mà người ta làm hồ mà họ đẩy đá, họ gánh đá đó, mình kê da vô mình gánh, rồi tiền đó thì họ lấy, còn mình thì gánh giùm. Mình làm phước như vậy thì rốt cuộc về cái thân của mình bị bệnh tật thì tiền mình không có uống thuốc mà gì cũng có hết, mà người ta lấy tiền người ta xài, thì như vậy có phải là mình làm phước để đem lại cái quả cho mình hay không? Đó là cái sai. Ở đây mình phải nhìn với cái sự cái nhân quả là khi nó vô tình mình gặp cái người đó bệnh tật hoặc là khổ nạn của họ hoặc là cảnh nghèo đói của họ, mình sẵn sàng giúp đỡ họ là vì cái nhân quả của đời trước, cho nên hôm nay khiến cho sự ngẫu nhiên mình gặp họ chứ không phải mình đi tìm họ. Còn cỡ mà con đi tìm họ mà để cứu khổ cái thế gian này, chắc chắn là con có đem cả trăm vạn cái thân của con mà con trải ra mà giúp cho họ để cho họ hết khổ, chắc chắn là trăm vạn cái thân của con nó tới chết nó cũng không hết cái khổ của chúng sanh nữa. Đó là cái nhân quả của người ta mà con lại gánh những cái biết bao nhiêu cái sự khổ cho bản thân con không? Cho nên ở đây phải hiểu cho rõ ràng mục đích của mình giúp là vì cái nhân duyên mình với người đó có, cho nên mình mới gặp người đó, gặp người đó trong cái cảnh khổ của họ. Mình không thể làm ngơ, vì đó là cái duyên nhân quả, do cái duyên nhân quả đó mình mới trả cái nợ nhân quả của đời trước. Vì vậy mà đời trước họ có giúp mình những cái duyên gì mà đời nay khiến mình gặp họ, do đó nên mình trả cái duyên nhân quả của đời trước. Và nếu mà họ không có cái duyên nhân quả của đời trước với mình, nhưng mà họ có cái duyên mà đã gặp mình trong cảnh khổ của họ, thì đây là mình gieo cái nhân thiện của đời sau, của hiện tại và đời sau cho mình, chớ không phải làm phúc để được phúc như trong kinh Đại Thừa dạy. Nó phải hiểu cho đúng Phật giáo thì như vậy trong cái việc làm thiện của các con mới đúng. Nhìn thực tế trong xã hội, ta đã gặp nhiều người làm lành làm phúc mà mong cầu lành phúc đến với mình thì lại chẳng bao giờ có. Phật dạy làm một điều gì, làm một điều gì phải có trí tuệ. Làm thiện theo xu hướng, theo phong trào thì chẳng thiện chút nào. Nghĩa là mình nghe người ta lại rủ mình bây giờ phải đi chùa ha, hoặc là cúng dường thế này, mình cũng nghe theo, mình làm đó là theo xu hướng, theo phong trào của họ. Thấy người ta đi làm việc đó rồi mình cũng đi làm. Bây giờ mọi người ta đi làm việc từ thiện, người ta họp nhau, người ta cũng rủ mình. Bây giờ đó có cái chỗ đó nhà trái này kia, người ta đói khổ màn trời chiếu đất, bây giờ mình họp nhau để cho mình đi làm cái việc từ thiện này,
thì lúc bây giờ mình theo cái phong trào đó mình làm, chứ sự thật trong thâm tâm của mình chưa phải có một chút thiện nào hết. Đó, thì đó là mình làm việc theo cái phong trào. Làm thiện phải do tự tâm của mình thương xót người mà làm, thương xót người và vật mà làm. Đó, thì các con hiểu trong cái chỗ làm thiện của mình nó phải có cái đúng cách của nó. Cho nên ở đây vấn đề thứ nhất là mình hiểu rằng cái nhân duyên tại sao tôi lại gặp cái người này lại khổ trong cái cảnh này, tôi sẵn sàng giúp. Đây là có lẽ là cái nhân quả của đời trước, cho nên tôi phải làm để mà trả cái nhân quả. Thứ hai, nếu mà cái duyên mà gặp nhau như thế này, thì nếu mà tôi không có nhân quả vay nợ của người này, thì chắc chắn là tôi phải gieo cái điều thiện cho cái hiện tại và mai sau của tôi. Cho nên tôi sẵn sàng giúp, nhưng tôi không đi tìm kiếm những cái người mà đang tự họ đang tạo những cái nhân ác, họ phải gặt lấy cái quả khổ, mà tôi đi tìm kiếm để mà tôi giải khổ. Thì xã hội này, thế gian này, tôi không bao giờ giải khổ hết cho mọi người này được. Đó là phải hiểu đúng như vậy. Thì hôm nay thầy giảng như vậy để cho các con hiểu, để biết cách làm thiện cho đúng cách. Chứ không khéo nó không, cái sự hiểu biết của mình sai thì mình làm thiện cũng sai, mà sự hiểu biết làm đúng thì nó sẽ làm đúng. Nhiều khi chúng ta làm cái đường, nhưng vì chúng ta làm cái đường đó để mà chúng ta cầu danh, hoặc là để chúng ta do cái tai tiếng mà làm cái đường này được cái thiện như thế này, để chúng ta làm ăn cái chuyện khác. Người ta bỏ ra một đồng người ta làm thiện để người ta lấy cái danh tiếng thiện đó mà người ta làm ăn, người ta lấy cả triệu đồng cái chỗ nơi khác. Đó là cách thức khéo léo của một cái người gọi là mượn thiện mà làm cái ăn cái chuyện lớn. Thì trong cái việc mà làm thiện rất là khó chứ không phải dễ, đòi hỏi chúng ta phải thật tâm biết thương người hay không. Cho nên thực hiện phải là tâm từ bi mới đúng. Còn nếu mà không có thực hiện được tâm từ bi mà làm thiện, coi chừng chỉ là danh mà thôi. Chúng ta nghe người ta nói cái ông đó làm vậy 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 là thiện, ông đó tốt. Nhưng mà sự thật ra chỉ mình thích người ta khen mình như vậy mà mình đi làm, chứ không phải là vì mình thương người ta mình làm.